Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Hot hợt Kim Anh khoe bụng bầu lần 2 sắp sinh sau khi tái hôn chồng cũ. Với mong muốn lưu giữ lại kỷ niệm, nữ ca sĩ mưa đã tạnh lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh trước lúc vượt cạn. Nhật Kim Anh sẽ sinh con trong ít ngày tới. Để chào đón bé yêu của mình cũng như lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi mang bầu, Nhật Kim Anh không ngại thực hiện bộ hình khoe bụng bầu căng tròn. Trong 5 tháng đầu mang bầu, nữ ca sĩ bị nghén khá nhiều vì thế ba mẹ chồng Nhật Kim Anh không muốn cho con dâu đi lại và hoạt động nghệ thuật, khuyên cô nên dành thời gian dưỡng thai. Theo tiết lộ từ người bạn thân của Nhật Kim Anh cho biết cô đang mang thai bé trai hai vợ chồng dự định sẽ đặt tên cho con là Ngô Bửu Long, tên tiếng Anh là Ethan còn thường gọi ở nhà là Putin. Sau bộ ảnh này, Nhật Kim Anh sẽ phải chia tay khán giả một thời gian vì ngày khai hoa nở nhụy đã đến gần. Việc tạm thời rời xa ánh đèn sân khấu trong một khoảng thời gian dài cũng khiến nữ ca sĩ thả người đừng hứa có chút tiếc nuối. Cô cho biết sẽ sớm quay lại với nghệ thuật ngay khi ổn định thiên chức làm mẹ. Bà bầu Nhật Kim Anh luôn gợi cảm dù đang mang bầu những tháng cuối thai kỳ. Mang thai con thứ, Nhật Kim Anh tăng gần 30kg. Cô hy vọng sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau để trở lại sân khấu cũng như phát hành các dự án âm nhạc được chuẩn bị từ lúc có bầu. Ông xã Nhật Kim Anh dù bận rộn với công việc ngân hàng nhưng vẫn dành thời gian một ngày từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện bộ ảnh này. Mới đây trên trang facebook cá nhân nhật kim anh đăng tải loạt ảnh chúc mừng sinh nhật con trai bửu long sinh nhật cục vàng của mẹ mẹ sẽ làm những điều mà con mong muốn và hạnh phúc tất cả những gì xảy ra cũng xuất phát từ tình yêu thương con giờ đây mọi thứ như đã được giải tỏa mẹ và gia đình ai cũng hạnh phúc và tự hào vì con cô chia sẻ đang chú ý trong loạt ảnh được chia sẻ Bửu Lộc và bố mẹ chồng cũ sao nữ tiếng sét trong mưa cũng có mặt, quay quần bên nhau. Sau khi cô và doanh nhân Bửu Lộc cùng thống nhất ngừng việc tranh chấp quyền nuôi con ra tòa, giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc con, cả hai thoải mái hơn trong việc chụp hình, xuất hiện hay đi du lịch cùng nhau. Cô cùng chồng cũ và con trai chụp ảnh, thoải mái có những tương tác. Không chỉ thế, Mối quan hệ của Nhật Kim Anh với gia đình chồng cũ cũng đã trở nên tốt đẹp. Cô vui vẻ chụp hình cùng bố mẹ Bửu Lộc, thậm chí có ảnh chụp riêng với mẹ chồng cũ. Chia sẻ của nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Dân mạng gửi lời chúc mừng tới cô và cả gia đình vì sau sóng gió, họ đã tìm được tiếng nói chung. Sau tất cả, thật vui khi thấy cả nhà hạnh phúc bên nhau em Nhật Kim Anh à. Chúc con trai mau ăn chóng lớn là niềm tự hào của gia đình nhé. Hạnh phúc quá chị yêu, lâu lắm rồi mới thấy bức hình đông đủ thế này, có cả ông bà nội bé nữa chứ. Là những bình luận dưới bài đăng. Trước đó, Nhật Kim Anh và chồng cũ cùng con trai đã đi du lịch Singapore cùng nhau. Đây là món quà mà cả hai dành cho con trai khi bé có thành tích xuất sắc trong năm học. Cả hai cũng cùng dự lễ tổng kết năm học của Bửu Long ở Cần Thơ. Năm 2014 Nhật Kim Anh kết hôn với Bửu Lộc. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2019, cặp đôi đường ai nấy đi. Sau nhiều lần kiện tụng, mới đây, cô và chồng cũ doanh nhân Bửu Lộc đã thống nhất ngừng việc tranh chấp quyền nuôi con ra tòa. Nữ ca sĩ mong muốn con trai không rơi vào tình trạng ức chế tâm lý, đi với bố lo cho mẹ, đi với mẹ sợ bố không vui. Tôi bằng lòng để con trai tiếp tục sống cùng bố và ông bà nội ở Cần Thơ. Nhật Kim Anh chia sẻ. Cũng theo nữ nghệ sĩ sinh năm 1985, mỗi tuần cô vẫn đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ để thăm con trai. Hiện tại, Nhật Kim Anh tất bật với những dự án nghệ thuật và công việc kinh doanh riêng. Thời gian qua, giọng ca nhớ nội quê xa được khán giả đón nhận qua các dự án phim như Tiếng sét trong mưa, Lưới trời, Song sinh bí ẩn, Cạm bẫy, Hơi thở của quỷ công việc kinh doanh thuận lợi cũng mang về cho cô cuộc sống dư giả. Nhật Kim Anh là một trong những cái tên quen thuộc với khán giả yêu màn ảnh Việt. Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn được biết đến nhiều khi gặt hái được những cột mốc nhất định trong lĩnh vực kinh doanh. Thế nhưng cô nàng lại kém may mắn trong chuyện tình duyên. Năm 2014, Nhật Kim Anh gây bất ngờ khi quyết định lên xe hoa cùng Ngô Bửu Lọc thời điểm ấy cô nàng là cái tên nổi tiếng trong làng giải trí còn ông xã chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường sau khi sinh con trai bửu long mối quan hệ giữa nhật kim anh và chồng dần xuất hiện nhiều mâu thuẫn cuối cùng cả hai đã đi đến quyết định ly hôn tuy vậy cuộc ly hôn ấy cũng ồn ào và thị phi không kém đặc biệt là vấn đề tranh chấp quyền nuôi con dù sau đó thắng kiện và được quyền nuôi con Song vì dịch bệnh cũng như sự phát triển của con trai mà Nhật Kim Anh đành ngậm ngùi để con tiếp tục sống và học tập ở Cần Thơ. Thay vì dọn về thành phố Hồ Chí Minh cùng cô, sau biến cố hôn nhân, Nhật Kim Anh đã quay trở lại công việc và tiếp tục tham gia các bộ phim truyền hình. Song song với việc đóng phim, cô tiếp tục nhận dâu đi diễn và kinh doanh mỹ phẩm. Sau nhiều năm phát triển con đường kinh doanh kết hợp với những dự án nghệ thuật, Nhật Kim Anh đã sở hữu khối tài sản cách xù. Hiện cô đang làm chủ biệt thự hoành tráng hàng chục tỷ đồng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng loạt xế hộp đắt tiền. Dù có một cuộc sống đủ đầy, ánh hào quang rực rỡ nhưng Nhật Kim Anh luôn có những chăn trở riêng. Trong một chia sẻ mới đây, Nhật Kim Anh đã có lần hiếm hoi trải lòng về cuộc sống hậu ồn ào hôn nhân. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết ở thời điểm hiện tại có tất cả mọi thứ nhưng trừ cậu con trai tuy rằng mình được gặp con tuy rằng mình được ôm con nhưng nó hoàn toàn không về với mình và không sống với mình đó là điều nhức nhói nhất trong lòng nhật kim anh hiện bây giờ nhật kim anh có đầy đủ có tất cả mọi thứ trừ con trai mình nhật kim anh vừa chia sẻ vừa bật khóc hiện tại nữ ca sĩ vẫn chọn sống cuộc sống độc thân người đẹp không còn mong mỏi gì hơn là được chăm sóc vun vén tình cảm cho quý tử sau khoảng thời gian ồn ào với chồng cũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.